Tập 3. Ở tập trước, ngọn đèn dầu đung đưa rồi vụt tắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi run rẩy nhìn ra phía cửa sổ. Bóng dáng bà lão đã biến mất. Sau khi định thần lại, tôi nhận ra căn phòng tối đen như mực. Tôi sực nhớ đến lời dặn của cha, vội vàng thắp lại ngọn đèn dầu đã tắt. Bà lão vừa rồi rốt cuộc là người hay ma? Đúng lúc tôi đang run lên thì nghe thấy giọng nói lạ từ sau ngôi nhà. Chẳng lẽ bà lão lạ mặt đó muốn đào mộ ông nội tôi lên? Tôi muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng nghĩ đến lời cha tôi dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Thêm vào đó, bà lão quái đản thực sự khiến tôi lạnh sống lưng và kinh hãi. Tôi nắm chặt ngọn đèn dầu trong tay không dám nhúc nhích. Mờ thanh xa lạ từ phía sau truyền đến không bao lâu, đột nhiên phía sau ngôi nhà vang lên một tiếng hú thảm thiết. Lão Tám, sao dám có âm mưu chống lại ta? Tiếng la hét và tiếng than khóc ngừng đột ngột, xung quanh trở nên im ắng chết chóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Khi tôi định ra ngoài xem có chuyện gì thì một bóng đen chợt vụt qua cửa sổ. Meo meo. Một con mèo đen ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh lục. Tôi không dám cử động, tôi rùng mình và nhìn chằm chằm vào con mèo đen. Không còn cách nào khác, tôi đành đuổi nó đi, nhưng không cẩn thận lại bị nó cào mét vết trên mu bàn tay. Tôi vừa hét chửi rủa vừa băng bó vết thương trên mu bàn tay. Sau đó tôi vô tình khiếu máu nhỏ vào đèn dầu. Vù vù, ánh sáng của ngọn đèn dầu ban đầu rất yếu. Lúc này, không hiểu sao lại bùng cháy dữ dội khiến tôi sợ hãi suýt chút nữa ném đi, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Lúc này, con mèo đen trên bệ cửa sổ cũng bình thường lại, nhưng tôi cảm nhận được con mèo có chút kỳ lạ. Tôi không dám động vào con mèo đen nữa. Con mèo đen giống như một con kền kền, ngồi xổm trên bệ cửa sổ như chặn tôi rời khỏi ngôi nhà. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Trời vừa rạng sáng, con mèo đen cũng biến mất. Tôi vội cầm đèn dầu rời khỏi túp lều tranh. Một phần phía ngôi mộ đã bị đào lên, nắp quan tài cũng có dấu hiệu bị cải tung. Nhìn thấy cảnh này, tôi vừa giận vừa giật mình, không chút do dự phi thẳng xuống núi. Khi tôi trở về làng, nhìn thấy ba chiếc quan tài màu đỏ như máu được đặt ở lối chính của cửa sân nhà tôi. Tôi tức giận, không kìm được hét lớn, ai đã làm vậy? Sao lại có thể thất đức như vậy? Mau ra đây, ta sẽ giết ngươi. Người dân làng đứng xem không nói một lời, chưa kịp chửi bới tiếp thì cha tôi liền lôi tôi vào nhà. Mắt mẹ đỏ hoe và sưng húp như thể mẹ vừa khóc. Mặt cha tôi tối sầm lại. Cha ơi, chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà ta vậy ạ? Đây không phải là nhà chúng ta sao? Tôi lớn tiếng. Nhưng chưa kịp chửi bới thì cha tôi đã ngắt lời tôi và nói. Tối hôm qua khi con ở trên núi có xảy ra chuyện gì phải không? Con có ra khỏi ngôi nhà đó không? Đèn dầu có bị tắt không? Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, tim lại đập mạnh. Tôi vội vàng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Con đã bị con mèo đen đó cào sao? Mẹ tôi thốt lên và tỏ ra hoảng sợ. Đèn dầu đã bị tắt sao? Mặt cha tôi tối sầm lại. Phản ứng của cha mẹ khiến tôi hơi bối rối. Chẳng nhẽ cha tôi không quan tâm đến việc mộ ông nội đã bị cậy nắp? Mọi người không quan tâm đến bà già kỳ lạ đó là ai hay sao? Mẹ nắm lấy bàn tay bị thương của tôi để kiểm tra. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau khi mở vết băng ra, tôi thấy vết thương trên mu bàn tay đã chuyển sang màu đen, như thể chúng bị nhiễm độc. Cha tôi vội vàng chạy vào bếp lấy một nắm gạo nếp đắp lên mu bàn tay tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mu bàn tay đau nhói như thể bị dầu nóng đổ lên. Không chịu được cơn đau nên tôi khóc nấc lên. Vết thương trên mu bàn tay mở ra, lộ ra vệt máu đen, đồng thời xuất hiện một làn khói đen mờ ảo. Sau một hồi, máu chuyển từ màu đen sang màu đỏ và cảm giác đau đớn giảm dần. Cha mẹ tôi thở phào một hơi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi thổi một hơi nhẹ và lau thử đi vệt máu đen. Có chút sợ hãi, tôi vội vàng hỏi cha mẹ. Hai người ở nhà tuyệt đối đừng ra ngoài. Ta lên núi một chuyến. Cha tôi hình như có chút cáu kỉnh, đôi mắt của ông có một chút đỏ. Thở dài một hơi, nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi nhà. Đồng thời gọi thêm vài người bạn trong làng là những người bạn thân thiết của cha tôi cùng vác sẻng lên núi. Dường như không có ai còn để ý đến ba chiếc quan tài đỏ như máu trước cửa nhà nữa. Sau khi cha tôi đưa mọi người lên núi, mẹ tôi cũng vội vàng đi ra ngoài. Nói rằng lên thị trấn một chuyến và dặn tôi ở nhà không được đi lung tung. Cha mẹ dường như đang giấu tôi điều gì đó. Tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng khi họ trở về. Đến gần trưa, mẹ tôi vẫn chưa về nhưng cha tôi lên núi đã quay lại. Sau khi cha về với vẻ mặt u ám liền tự nhốt mình trong phòng tối. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, hàng xóm của nhà tôi, bác chủ kể với tôi về việc cha tôi lên núi. Mọi người định lấp lại ngôi mộ của ông nội đã bị đào tung lên. Kết quả là cha tôi lại mở nắp quan tài của ông nội ra mà không nói một lời. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, đó là không có thi thể của ông nội trong quan tài.
không có gì ngoài mùi hôi thối của xác chết bò cạp và rắn độc. Chính giữa quan tài là xác của một con mèo đen hôi hám, hình như đã chết từ lâu. Những người theo cha lên núi đều hoảng sợ. Vậy thi thể của ông đã đi đâu? Con mèo đen đó có phải là con mà tôi đã gặp đêm qua không? Tôi trong lòng hoang mang và muốn chạy đến hỏi cha, nhưng cha tôi đã đóng chặt cửa, căn bản không thèm để ý đến tôi. Đến trưa, mẹ tôi về, đi cùng bà là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo vest trắng và quần ống rộng. Tôi cũng biết chú này, chú chủ tiệm vải liệm trên phố đông trong thị trấn. Hàng năm, vào ngày ông nội xuống núi đoàn tụ với chúng tôi, chú Vương sẽ mang rượu và đồ ăn đến uống với ông nội. Cũng được coi là người bạn duy nhất của ông nội. Chú Vương cũng không thèm nhìn ba cái quan tài máu ở cửa, vừa vào cửa liền nắm lấy bàn tay của tôi, nhìn chằm chằm vết thương trên mu bàn tay. Vẻ mặt của chú đầy nghi hoặc. Chú Vương, hãy nghĩ cách giúp tôi. Mẹ tôi lo lắng nói. Ban đầu, tôi không muốn đứa trẻ này qua đêm trên núi. Nhưng trước khi cha tôi mất, cha nói sẽ không có vấn đề gì cả. Kết quả thì chú cũng thấy rồi đấy. Chú Vương không nói gì, trầm giọng nói với tôi, cái đèn dầu của ông nội cháu đem theo xuống núi rồi chứ. Mau lấy ra cho ta xem. Chiếc đèn dầu tôi để trên giường. Khi tôi định vào trong phòng lấy ra, cha tôi từ trong phòng đi ra, vẻ mặt u ám nhìn chú Vương, trầm giọng nói, chú Vương, chú mau về đi. Đây là chuyện của gia đình tôi, chú đừng tham gia vào. Mẹ tôi lo lắng nói, ông vừa nói gì vậy? Cha tôi trừng mắt nhìn mẹ, quát lớn, bà đừng gây thêm phiền phức nữa, mau về phòng đi. Mẹ tôi vừa lo lắng vừa tức giận hét lên, Khương Hoài Nực. Ông là cha biết rõ mọi chuyện lại sử dụng con trai ông để ngăn chặn thảm họa. Ông không quan tâm đến sống chết của con trai, nhưng tôi thì có. Nó là đứa con tôi đứt ruột đẻ ra. Nhà Khương mấy người bao nhiêu năm vẫn là mất tên vô dụng. Tôi không muốn con trai mình chịu đau khổ. Ba, cha tôi giơ tay lên định đến đánh mẹ tôi. Tôi vội vàng chạy đến ngăn cản. Mẹ tôi khóc, dáng vẻ ngang ngược nhìn cha tôi. Khổ khổ. Lúc này, chú Vương ho khan vài tiếng, nghiêm túc nhìn cha tôi nói, Hoài Nờ, mau đưa cho ta ngọn đèn dầu mà cha chú để lại. Đó là mầm tai họa, mau giao lại cho ta. Ta đảm bảo gia đình mọi người sẽ không gặp phải bất cứ rắc rối gì. Mẹ nắm lấy bàn tay bị thương của tôi để kiểm tra. Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau khi mở vết băng ra, tôi thấy vết thương trên mu bàn tay đã chuyển sang màu đen. Không được, cha tôi từ chối một cách quyết đoán, nói đây là di vật mà cha tôi để lại cho cháu trai trước khi ông mất, không ai được phép động vào món đồ đó. Chú Vương nhìn cha tôi một cái, lắc đầu thở dài nói, không tự nhiên mà có những chuyện xui xẻo ập đến bất ngờ như vậy. Bỏ đi, cứ coi như hôm nay ta không đến đây. Nói xong, chú Vương phớt lờ lời cầu xin của mẹ tôi và rời đi ngay. Khương Hoài Nờ, ông muốn cả gia đình chúng ta cùng chết mới vừa lòng phải không? Mẹ tôi khóc và la mắng cha tôi. Chiếc đèn dầu hỏng đó, ông cứ đưa cho chú Vương thì xong chuyện rồi. Giờ chú Vương không giúp nữa tôi biết phải làm sao. Bà thì biết cái gì? Cha tôi lớn giọng nói. Cái thứ đồ đó bao nhiêu năm như vậy chỉ đợi đến ngày hôm nay. Nếu thực sự giao cho người khác thì cả gia đình chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Buổi tối, không biết cha tôi kiếm đâu được một con chó đen và vài con gà trống thả trong sân. Sau đó ngọn đèn dầu loang lổ được thắp sáng và đặt giữa gian chính. Cha ngồi trong phòng chính hút thuốc lá, hết điếu này đến điếu khác với vẻ mặt buồn bã. Tôi bồn chồn hỏi mẹ chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mắt mẹ tôi đỏ hoe và sưng tấy, khóc nấc lên không trả lời tôi khiến tôi càng thêm bồn chồn, sốt ruột. Con à, có một điều mà cha chưa bao giờ nói với con, có vẻ như bây giờ cha không thể giấu được nữa. Cha tôi hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, gia đình họ Khương chúng ta các đời đều là người gác núi. Khi đến thế hệ của ông nội con lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả gia đình đã chuyển đến ở tại thôn này. Ông nội và ta đều không có tư cách, vốn dĩ ông con định cắt đứt nhân quả của người gác núi. Kết quả lại bởi vì sự ra đời của con khiến ông nội thay đổi. Ta vốn đợi mấy năm nữa rồi mới nói cho con những chuyện này. Nhưng cách đây không lâu, ông nội của con đã bị kẻ thù tìm được nơi này. Ông con đành phải giả chết. Muốn con ở lại canh giữ trên núi một đêm cũng là để đưa cho con cất giữ một số món đồ nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông con hiện tại mất tích rồi. Câu nói của cha khiến tôi bàng hoàng. Ông nội giả chết sao ạ? Để tránh kẻ thù, ông tôi đã lừa dối và nói rằng ông muốn tôi chấm dứt tai họa như lời mẹ tôi nói. Khi tôi còn chưa định thần lại thì cha tôi lại nói tiếp, người gác núi đều sẽ không thể sống sót qua tuổi 40. Nhà họ Khương đời này đến đời khác đều như vậy. Chỉ có ông nội con vượt qua được đại nạn này. Có điều cũng phải trả giá rất đắt. Ông con đang canh giữ ngọn núi mộ ở đó. Trên thực tế, canh giữ là ở khe núi phía sau ngọn núi và ngọn đèn dầu đó cũng được lấy ra từ trong khe núi đó. Đêm qua con bị con mèo đen đó cào cũng là số mệnh sắp đặt. Nếu đêm nay có chuyện xảy ra,
con hãy cầm theo ngọn đèn dầu đó, chạy ra phía khe núi sau khu núi mộ. Đến đó thắp đèn dầu và hét lên rằng con là con cháu nhà họ Khương, sẽ có người bảo vệ con. Tôi càng nghe càng bất an, cảm thấy giống như cha đang trêu đùa tôi vậy. Cha, đừng dọa con nữa ạ. Tôi vội nói. Cha ơi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tôi vẫn hoang mang không hiểu gì. Rốt cuộc đêm nay sẽ có chuyện gì? Gâu, gâu, gâu. Đúng lúc này, con chó đen to lớn ngoan ngoãn trong sân đột nhiên điên cuồng sủa, nhe răng nhìn về phía cổng sân với vẻ hung dữ. Mấy con gà trống trong sân cũng không ngừng kêu lên loạn xạ.